làm người lớn nhiều. Em chán lắm rồi, suốt ngày cứ phải suy nghĩ đâu hết cả đâu. Thế lại ca khóc thử chơi xem nào. Uống nào. Sao mày uống khỏe thế? Đại ca ơi, em bảo thế này. Cái gì hả thằng Sắn lắm chuyện ơi? Làm người lớn nhiều, em chán lắm rồi. Suốt ngày cứ phải suy nghĩ đâu hết cả đâu. Cái thằng Sắn này, mày thì phải suy nghĩ cái gì? Ăn thì tao cho ăn rồi, đánh nhau tao cũng đánh rồi, mày thì đau đầu cái gì? Đúng là ngáo. Đại ca không biết đâu, trong đầu em suy nghĩ nhiều lắm, loạn hết cả đầu rồi. Thôi, nói chung là làm người lớn thằng nào cũng phải đau đầu hết thôi. Em có đau đầu đâu. Mày có phải người đâu mà đau đầu. Thôi, sao lại nói anh thế? Ai bảo nó mà nó không biết đau đầu. Thì nó không biết đau đầu thì mày phải biết đau đầu chứ. Đại ca ơi, bây giờ em phải làm kiểu gì để hết đau đầu nhở? Ước gì em không làm người lớn. Ước gì em không làm người lớn. À, tao có cách rồi. Cách gì đại ca? Bây giờ mày không muốn đau đầu á? Mày chỉ có làm em bé thôi. Thật không? Thật mà. Thế đại ca cho em làm em bé đi. Nhưng mà cái này khó phết đấy, không biết mày có làm được không? Thì đại ca cứ cho em thử đi. Không được thì đại ca cho em chuyển ra người lớn. Thế bây giờ mày thử khóc kiểu em bé xem nào, xem có giống không? Vâng, thế đại ca nghe em khóc thử nhá. Nguê, 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 nguê. Khoai, mày thấy có giống không? Không giống. Nhìn nó cứ kiểu kiểu gì ấy. Sắn ơi, không giống được đâu. Thế đại ca khóc thử chơi xem nào. Đấy, chúng mày thấy giống không? Dạ, dạ giống ạ. Khoai, mày khóc cho tao xem nào. Em không muốn làm em bé đâu mà em phải khóc. À ừ nhỉ, sáng sáng khóc cho tao xem nào. Dạ vâng, anh nghe. Đại ca ơi, thế em khóc được chưa? Giống phết rồi đấy. Thế bây giờ mày muốn làm em bé thật rồi đúng không? Vâng. Thế đợi tao một tí. Dạ vâng. Ai mua hàng đi? Ai mua hàng đi nào? Ế lắm rồi. What? Bác ơi, nhà bác có cái đồ gì mà cho em bé không? Ơ, sao cháu lại mua đồ em bé? Bác có thấy nhà cháu có em bé đâu nhở? Úi giời ơi, khổ lắm bác ạ. Đang yên, đang lành, thằng Sắn nhà cháu nó lại đòi làm em bé. Thế bây giờ cháu mới phải ra đây mua đồ của bác để cho nó làm em bé đây. Thế à? Thằng Sắn này nghịch thế nhở? Muốn lật em bé không đơn giản đâu cháu ạ. Thế phải làm thế nào đây bác nhở? Bây giờ cháu phải nhờ bác đi, thì bác làm cho nó mới giống em bé được. À, thế cơ à? Thế thì bác đi giúp cháu một tí để cho nó giống em bé đi. Ờ, thế thì bác giúp cháu. Thôi, lấy đồ đi nào. Cái này hết bao nhiêu tiền đấy bác? Ờ, 100.000. Đây, đây, đây. Bác xin nhá. Bác đi giúp cháu nhá. Đi. Ai da, sao muốn là em bé cơ à? Dạ vâng bác ạ. Là người lớn chán lắm. Thế thì bây giờ bác sẽ giúp cháu làm cho cháu thật là giống em bé nhá. Ờ, dạ vâng, cháu cảm ơn bác. Bây giờ đại ca cởi áo của em Sắn ra xem nào. Vâng, vâng. Được rồi, bây giờ đại ca bế em Sắn lên, giống như bế em bé nhá. Dạ vâng, Sắn lên đây. Vâng. Được rồi, bây giờ đại ca sẽ vỗ vỗ vào mông của em Sắn, bảo em Sắn ngoan nhá, ngoan nhá. Vâng, vâng, vâng. Ngoan nào, đại ca thương, ngoan nào, không khóc nữa. Ngoan, đại ca thương nhá. Em có khóc đâu mà đại ca bảo em khóc. Thì mình đang làm em bé mà. Nào, ngoan nào, ngoan nào, ngoan nào. Em chưa thấy giống em bé mấy đâu. Bây giờ chưa giống được đâu. Đại ca phải quấn cái khăn này vào người của em Sắn này mới giống này. Này, đại ca.
phải như này này nó mới giống em bé được này, như này này. Anh nghe đi nào. Tiếp theo là phải uống sữa. Bây giờ bác sẽ pha sữa cho em xong uống nhá. Nào uống nào. Ui được đấy. Nào uống nào. Uống nào. Sao mày uống khỏe thế? Tại nó ngon quá. Em bé người ta chỉ uống ít thôi mà. Khả quá nó ngon quá ơi. Em thấy em giống em bé quá. Đúng rồi, bây giờ tao mới thấy mày giống em bé thật đấy. Thôi mày khóc đi để đại ca lau nè. Em bé của đại ca sao mà bẩn thế, để đại ca lau cho nhá. Nào, không khóc nữa nào. Bây giờ phải cho thằng Sắn nó bò nữa. Em bé là phải bò, em bé không biết đi đâu. Em bé tập bò đi. Sắn ơi, bây giờ mày bò lại đây xong rồi mày... dây dây xong rồi mày chổng tay lên trời, chổng chân lên trời cho đại ca xem nào. Dạ vâng đại ca. Mày phải kêu ăn nghe chứ. Dạ vâng, ăn nghe. Nào, đại ca thương nào. Nào, đại ca thương nào. Nào, không khóc nữa. Nào, đại ca thương. Nào, đại ca thương nào. Làm em bé là không được nói tiếng Việt đâu nhá. Bây giờ Sắn giả vờ nói không sói sao nào. Nào, Sắn nằm ra để đại ca dậy nào. Em bé gì mà nặng thế? Bây giờ nói nhá, ăn cơm là ăn ươm. Nói đi. Ươm. Bây giờ nhá, đại ca là ại ca, ại a, ại a. Ại a, ại a, ại a. Bây giờ đi bộ là i o, i o, i o. I o, i o. Đi vệ sinh là i vệ in, i o in. Yên. Đi học là y học. Nào, tốt lắm. Bây giờ tập đứng nhá. Nào. Yeah. Nào, bây giờ tập đi về chỗ đại ca nào. Nào, bây giờ đi về chỗ đại ca nào. Ui giời. Nào, đứng dậy. Nào, đi. Đấy. Đi ra chỗ đại ca nào. Thôi, thế này là giống em bé lắm rồi. Bác đi về đây. Nào, tiếp tục đi nào. À,